Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tâm sự cuối của Việt Hương sau khi đưa tro cốt của Phi Nhung về Mỹ. Việt Hương trút hết những tâm sự sau khi hoàn thành đưa tro cốt Phi Nhung về với vòng tay của con gái nữ ca sĩ. Chuyến bay đưa tro cốt của Phi Nhung về đến Mỹ, Việt Hương đã hoàn thành nhiệm vụ mang giọng ca bông điên điển về bên vòng tay con gái và gia đình. Sau màn đoàn tụ đẫm nước mắt, nữ danh hài đã có những chia sẻ về chuyến bay không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Việt Hương đã có những chia sẻ đầy xúc động sau khi đưa tro cốt Phi Nhung về với người thân. Mới đây trên trang cá nhân của nghệ sĩ Việt Hương đã có những dòng tâm sự dài sau hành trình mang người đồng nghiệp Phi Nhung về bên người thân tại Mỹ. Nữ danh hài viết, Việt Hương đã cùng Phi Nhung hoàn thành chuyến bay cuối cùng với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc. Hai chị em đã từng đi với nhau lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nhưng chuyến bay này là một trong những điều mà Việt Hương sẽ không bao giờ quên. Bao ngày nay Việt Hương dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn. Nhưng hôm nay, ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Thương quá Nhung ơi, khóc tiếc thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến. Tiếc thương người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện luôn đong đầy. Nhung ơi, từ giây phút này, Nhung hãy trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé. Hương xin cúi chào tạm biệt Phi Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt người bạn bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng với trái tim đầy tình thương và ấm áp. Công việc hậu sự cho cố ca sĩ Phi Nhung, Việt Hương xin phép được nhường lại cho Wendy, con gái của Phi Nhung, cùng gia đình và chị Thủy Marietto cũng như trung tâm Thúy Nga sẽ sắp xếp thật chu toàn và trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã hỗ trợ Việt Hương lúc bối rối xin nợ một ân tình. Xin cảm ơn toàn bộ đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin cảm ơn khán giả gần xa, các đồng nghiệp và anh chị phóng viên báo chí. Rất mong quý cô chú anh chị em thông cảm nếu như Việt Hương không thể phản hồi hết những cuộc gọi hay tin nhắn mà các cô chú anh chị em đã chia sẻ cùng Việt Hương. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Kính Việt Hương. Tại đây Việt Hương đã chính thức giao lại trách nhiệm lo hậu sự của nữ ca sĩ cho con gái Wendy cũng như anh chị em đồng nghiệp tại Mỹ. Cô cũng không quên cảm ơn những bác sĩ đã cứu chữa cho giọng ca bông điên điển trong thời gian qua. Ngoài ra, bức ảnh Việt Hương chia sẻ trên trang cá nhân trong chuyến bay đặc biệt cũng gây sự chú ý. Nữ ca sĩ sắp xếp cho tro cốt của đồng nghiệp an vị trên hàng ghế VIP của máy bay. Dù đã không còn, nhưng cố nghệ sĩ vẫn được tôn trọng và ngồi vị trí như một hình hài còn nguyên vẹn. Nhìn hình ảnh Việt Hương lặng lẽ ngồi bên tro cốt của Phi Nhung trên máy bay càng khiến nhiều người xót xa. Đây từng là những người đồng nghiệp thân thiết nhất, từng diễn chung rất nhiều sân khấu với nhau, nhưng giờ kẻ còn người ra đi. Hình ảnh này một lần nữa khiến nhiều khán giả nhớ đến cố nghệ sĩ chí tài. Ngay anh ra đi, Việt Hương cũng là người đưa tiễn hết quãng đường. Có lẽ thời gian vừa qua đã khiến bà xã Hoài Phương nhận không ít đau lòng khi những người đồng nghiệp thân thiết nhất đã lần lượt ra đi và chính cô là người nén nước mắt để nhận sự ủy thác của gia đình lo tròn hậu sự. Hé lộ chi phí để đưa cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ, cộng đồng mạng xôn xao vì quá đắt đỏ và phức tạp. Được biết, chi phí để đưa thi hài từ Việt Nam sang Mỹ là một khoản tiền không hề nhỏ, chưa kể sẽ phải trải qua rất nhiều loại thủ tục. Cụ thể, khi người mang quốc tịch Mỹ mất tại Việt Nam, người nhà nếu có nhu cầu đưa thi hài sang Mỹ an táng sẽ cần liên hệ với cơ sở y tế của địa phương để tiến hành thủ tục bảo quản thi thể, niêm phong và kiểm dịch y tế. Theo thông tin trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, chi phí cho việc thiêu và xử lý tro cốt tại địa phương cộng thêm chi phí vận chuyển tro cốt về Mỹ sẽ rơi vào khoảng 3.500 đến 8.000 USD, khoảng 80 đến 182 triệu đồng. Đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi lẽ khoản này còn có thể cao hơn tùy vào dịch vụ, hãng máy bay. Đặc biệt trong trường hợp qua đời vì nhiễm COVID-19 như Phi Nhung, quá trình xử lý cần phải rất cẩn thận nên sẽ càng thêm phức tạp, tốn thêm thời gian cũng như chi phí.
Thế nhưng dù khó khăn và tốn kém, thân nhân cũng như người hâm mộ vẫn đều cố gắng lo toan cầu nguyện cho Phi Nhung đoàn tụ với con gái và thanh thản yên nghỉ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.